Em nhớ là em đang ngồi bấm điện thoại, cái mẹ em kêu đi đi cái gì, cầm em một cái, em mẹ em cầm em một bên kéo lên taxi luôn. Em tưởng dẫn em đi đâu, em thế là bỏ lên thẳng xe khách luôn, cho em vô thẳng Sài Gòn luôn. Thì em mới có gọi chồng em, anh ơi cứu em chứ mẹ bắt em rồi. Thế là cái dạ em chào anh Quốc Thuận và chào chị Hồng Vân và chào khán giả. Em là tên Hà Mạnh Được, sinh năm 90. Dạ. Công việc của em là gì Được? Dạ em công việc của em hiện tại là làm tạo mẫu tóc ạ. Em làm salon tóc ở thành phố Kon Tum. Dạ em xin phép em được chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân ạ. Em tên là Đặng Thị Thu Trang, năm nay 27 tuổi, hiện tại đang làm nhân viên văn phòng ạ. Hai bạn là làm việc ở Kon Tum hả? Dạ. Dạ. Ủa, là từ Kon Tum xuống đây hả? Dạ. Ồ, là mới xuống ngày dạ, sáng nay. Mới xuống sáng nay luôn. Dạ. Trời ơi, hân hạnh quá. Trước tiên anh xin thay mặt chương trình là cảm ơn hai vợ chồng em đã coi như lặn lội từ ở Kon Tum về Sài Gòn để mà tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Cảm ơn. Dạ, dạ. Cảm ơn. Rồi giờ hai bạn kể cho anh nghe hai bạn lần đầu tiên gặp nhau như thế nào và không biết được ấn tượng về cô gái này đó là điều gì? Em ấn tượng về vợ em là điều vậy, là cũng như một người con gái nói giọng dạng giống như đàn ông mà mộc mạc ấy. Mà hai đứa gặp nhau lần đầu tiên ở đâu? Em thời đó học sinh, mới học lớp 11 thôi, thì em có đi xe, thời mà có đi xe máy điện á chị. Thế là em có gửi xe gần trường, thì cái chỗ em gửi lại là cái anh đó lại là anh quen biết với chồng em, nhưng á lại là giới thiệu em, lấy số điện thoại em cho bạn thân của chồng em. Xong rồi bạn thân của chồng em mới nhắn tin em, nhưng mà tại vì anh đó nhắn tin cũng hơi cọc cằn nên em không có trả lời. Xong rồi anh ấy bảo kêu trời ơi mày dở quá, thôi đưa đây tao nhắn, tao tán giùm cho. Thế là anh này tán giùm xong ảnh quen giùm luôn. Hết cái câu chuyện đó là bạn bằng... em biết không? Dạ hết tay trên đó. Giống như tàu hủ mà hết. Dạ biết. Rồi bây giờ hai đứa có còn chơi thân không? Dạ vẫn còn đó. Dạ anh bạn bè chơi mấy chục năm rồi mà. Dạ Rồi lúc mà lần đầu tiên em gặp chồng em thì em có ấn tượng gì, em có thích liền không? Ban đầu là gặp ảnh đẹp trai lắm, là em gặp đẹp trai là em đã thích rồi, cộng thêm nhẹ nhàng nữa, thế là em thích luôn. Nhưng mà cái lúc đó là em đã có thích ai chưa? Dạ đó là có bồ luôn rồi. Có bồ rồi. Lúc em có biết bạn này có người yêu không? Dạ không, chưa được 3 ngày là em nhớ cái nồi mình mới lớn á, mình bắt đầu tương tư á chị. Thế là mình trên lớp mình đâu có tập trung học, thế là cứ dở hình ảnh ra nhìn, mình chụp lén ảnh để mình nhìn á. Cái bạn ngồi gần bàn em mới bảo là ấy mình nhìn hình ai vậy? Em kêu là hình bồ tao. Thế đưa cho coi cái ảnh kêu chết rồi, đây có bạn gái rồi, bạn gái học bên lớp C2 á. Em kêu thật hả? Xong là bắt đầu là tự nhiên em run hết rồi. Thế là em vẫn học, xong tới tối á, em về em mới nhắn anh ơi sao anh có người yêu mà anh nói dối em. Thì anh này không trả lời. Chưa được 5 phút sau là bạn gái này gọi điện cho em rồi. Rồi nói cái gì? Nó là em là ai mà tại sao quen bạn trai của ả chỉ. Cái mình kêu mình xin lỗi mình không biết. Thế là bạn đã cướp máy xong rồi mới bắt anh chồng em là phải gọi điện cho em nói lời chia tay. Anh chồng em cũng gọi luôn, gọi ngay lúc đó luôn. Xong em vừa nhắc máy alo, anh kêu mình chia tay nha, anh có mấy cái rụt. Trời đất ơi. Em chưa kịp ok luôn. Ủa nhưng mà lý do vì sao mà bồ của em lại biết rằng là em cua cô này? Dạ thì em nói. Ai nói? Em nói luôn. Dạ. Rồi sau đó em là người gọi điện thoại. Dạ. Chia tay luôn. Dạ. Trời ơi, rồi lúc mà em nói chuyện với bạn này là mình chia tay nhau rồi, sau đó cái cảm giác của em như thế nào? Thì thấy mình cũng tội lỗi vậy. Tội lỗi được bao nhiêu lâu? Dạ cũng ai nấy, cũng thời gian lâu. Dạ. Thời gian lâu. Dạ. Rồi bao lâu thì mới gặp lại nhau? Thời đấy em đi thi đại học vào tháng 7 của năm 2011 á, là em vào Sài Gòn thì vô tình á, thì em ký có một số điện thoại lạ cứ nhắn cho em, sáng nhắn chúc em buổi sáng vui vẻ, trưa nhắn em thi sao rồi, rồi tối chúc em ngủ ngon. Mẹ em hỏi là anh là ai sao không trả lời, anh bảo là anh không nói tên được, em cứ nói chuyện với anh bình thường đi. Cái em cũng nói chuyện anh được một thời gian á, xong khi mà em thi xong em về quê á, thì em mới nói là bây giờ anh nói tên thì em tiếp tục nói chuyện với anh, tại vì mình nói chuyện hàng ngày mà không biết anh là ai thì nó cũng hơi khó. Anh kêu bây giờ em hứa với anh một điều, nếu như mà anh nói tên á em không được cắt liên lạc với anh. Thế là anh nói tên anh Tám nè, anh ở nhà tên Tám á. Cái em mới định tắt rồi, mà mình nghĩ mình hứa vậy thôi anh nói tiếp đi, anh tiếp cận em là có mục đích gì, vấn đề gì. Anh kêu không có gì hết. Xong rồi anh cũng nói chuyện với em khoảng được 1 tháng sau á, anh mới nhắn em một tin là em ơi cho anh bù đắp lại em tất cả những gì anh đã tổn thương em lúc trước vậy đó. Rồi coi như là từ lúc đó là coi như là hai bạn chính thức quen nhau. Dạ. Quen nhau đúng không? Rồi sau đó thì là cái mối tình của các bạn có được gia đình trơn tru không có được gia đình có chấp nhận không? Dạ, cái thời gian đó em quen với chồng em được 1 năm thì về hôm đó là về quê chơi, thế là cái anh em mới thấy cái màn hình điện thoại em có hình để hình nền này nè, anh em mới bảo là bé có người yêu hả? Em kêu đâu có, sao để hình nền? Em kêu không phải đâu bạn em, bạn đâu để hình nền. Cái anh em mới đi mét mẹ em, cái mẹ em mới nói em cho thôi bây giờ dắt nó về đây mẹ xem như thế nào. Em dắt về cái mẹ kêu thằng này nó cũng hiền, cho chồng về lễ phép lắm. Thì lúc mà dắt về là chồng em là nhuộm tóc màu vàng nha, rồi xong rồi chồng em là có xăm cái tay chỗ đây nữa, thế là em phải dắt đi nhuộm lại màu nâu, xong mua cái đồng hồ đắp vô đây nữa. Xong rồi em chuẩn bị quà cáp hết, em nói anh cứ đi về vậy đi. Cái xong cái về cái ban đầu mẹ em nhìn là thiện cảm, chồng em rất là lịch sự, nhưng mà sau một thời gian á chồng mẹ em tìm hiểu thì anh này anh quậy phá, không đi học mà lì nữa, mẹ em không chịu. Thế là mẹ em bắt đầu ngăn cản, mẹ em nói là bây giờ là chia tay, con không thể quen được. Thế là mẹ em kêu bây giờ mẹ em bàn với dì của em làm ở trong phòng mà em không hiểu. Em nhớ là em đang ngồi bấm điện thoại, cái mẹ em kêu đi cái gì cầm em một cái, mẹ em cầm em một bên kéo lên taxi luôn. Em tưởng dẫn em đi đâu, em thế là bỏ lên thẳng xe khách luôn, cho em vô thẳng Sài Gòn luôn. Thì em mới có gọi chồng em, anh ơi cứu em chứ mẹ bắt em rồi. Thế là cái chồng em mới chạy xe tới gần tới xe rồi, chồng em mới núp sau cánh tường á. Cái em kêu là sao anh không ra, anh nhát quá vậy, sao anh không ra chặn xe lại cho em? Không được em ơi, là anh cứ đắng khóc khan vậy, anh khóc miết vậy mà không chịu ra chặn xe. Cái xong cái tới Sài Gòn, xong cái vô ở trong nhà anh em á. Thế là mẹ em cũng mệt quá rồi, nhà em mệt hết rồi, em canh ngủ, em canh mẹ em ngủ, canh gì em ngủ, canh em ngủ rồi. Em đi chân không, em đi nhẹ. Em leo cái tường cũng phải 2 mét mấy. Em leo xong em nhảy xuống cái mương. Hồi đó mình cứ nghĩ là tình yêu mãnh liệt chứ mình không nghĩ tới tình cảm ba mẹ dành cho mình. Mình cũng không suy nghĩ gì hết. Cái em đi mà mình nghĩ là đi trên đường là anh mình sẽ thấy nè, mình đi dưới gầm cầu. Thế là em bò gầm cầu, xong rồi em ngồi xuống gầm cầu em khóc. Thì vô tình có cái anh đó là ảnh làm cầu đường ở dưới đó, ảnh kêu chị bị sao vậy? Kêu là anh ơi anh giúp em với, em có chuyện rồi, anh cho em mượn điện thoại em gọi một cuộc thôi. Thế là cái ảnh mới cho em mượn điện thoại, tại vì điện thoại em ba mẹ em thu hết rồi. Xong cái cho em mượn điện thoại, em gọi điện anh ơi em trốn được rồi, bây giờ em phải làm sao tiếp nữa? Chồng em mới kêu bây giờ em có lên taxi, em bắt tới cái địa chỉ khách sạn đó, rồi mọi chuyện để anh tính. Thế là em mới nhờ cái anh cầu, bởi vì anh giúp em thêm nữa, anh chở em làm sao mà không đi đường cầu mà đi cái đường ở dưới để qua được cái phía bên kia bắt taxi, chứ lên cầu là anh em tìm ra liền. Cái anh chở đi cái đường ruộng đường gì mương á, anh chở đi qua xong lên bắt taxi tới khách sạn. Em mới nói anh là bây giờ cái em mượn điện thoại trong khách sạn đó, bây giờ anh không được nhắn địa chỉ em ở, cũng không được nói cho mẹ biết. Anh kêu anh biết rồi. Thế là chồng em lên xe đi vô Sài Gòn. Thì chồng em khổ nỗi là ảnh lo cho mẹ em á, là nhớ em hoặc là vấn đề lo lắng em bị cái gì, ảnh mới nhắn tin cho mẹ em: cô ơi con tìm được bé rồi, có gì sáng mai con dắt bé về cho cô. Thì mẹ em lại nghe thế, mẹ em thấy là cái canh ở bến xe, chồng em vừa tới cái mẹ em theo tới khách sạn luôn. Mà theo tới khách sạn là mẹ em không vô liền. Thế là mẹ em với anh em là phối hợp với công an phường vô kiểm tra khách sạn, đưa hình em ra công an. Thế là cái em với chồng em anh ơi đi anh, nắm tay vừa bước ra khỏi cửa là hai anh công an mặc đồ công an là đứng ngay chỗ thang máy rồi. Em cứ đi thang bộ mà anh không nhận ra được em, tại vì trong hình nó khác, ở ngoài nó khác. Thế là em ảnh chạy vừa ra là 3-4 người quay lại chụp em rồi. Thế là dẫn về phường cái em xỉu. Cái xong cái anh ẩm đi bệnh viện. Cuối cùng mẹ em cũng hết cát, mẹ em kêu thôi bây giờ đi về khách sạn rồi nói chuyện lại. Thế là đi về khách sạn. Trời ơi, một câu chuyện lâm ly bi đát. Rồi sau cái vụ đó là hai bạn là không có còn gì ngăn cách nữa đúng không? Sau một thời gian là mẹ cũng biết là hai đứa quen nhau là lâu nay không có chia tay. Với lại công việc ảnh cũng ổn định rồi, em cũng ổn định. Thế là mẹ kêu quen thời gian lâu quá thôi cưới. Tụi em cưới nhau mấy năm rồi? Dạ được 2 năm. 2 năm rồi và vẫn đang rất là hạnh phúc đúng không? Mẹ em là anh em là người ngăn cản cái cuộc hôn nhân này. Nhưng mà sau khi cưới nhau về, chính mẹ em và anh em là người vun đắp cái cuộc hôn nhân này. Có nghĩa là tạo tất cả mọi điều kiện cho hai đứa em bên nhau, làm ăn, phụ hay chồng làm ăn hết tất cả mọi thứ. Thì vậy là thì cái vấn đề ở đây á, thì tại chị muốn hỏi như vậy á, để cho trên cái sóng truyền hình này á, là nếu mẹ với anh mà có xem á, thì để mẹ với anh yên tâm là tụi em hiện giờ đang rất là hạnh phúc. Trước cái sóng như vậy nè, em hứa một lời cho mẹ với anh yên tâm là em sẽ bảo bọc cưu mang vợ của em, lo cho vợ em tốt nhất có thể. Mọi mẹ với anh cứ yên tâm. Dạ cũng về cái chương trình này con cũng gửi lời cảm ơn tới mẹ với anh hai, là để tạo điều kiện mà giúp tụi con là đến với nhau. Con xin hứa với mẹ với anh hai là con sẽ vun đắp cái tình yêu, cái ngôi nhà nhỏ gia đình hạnh phúc của con là càng ngày càng hạnh phúc, để mẹ với anh hai là không có lo cho con mình, em mình và cháu mình nữa. Dạ, được. Cảm ơn. Bây giờ là coi như là mọi chuyện nó không còn gì gọi là khó khăn nữa đối với các bạn, đúng chưa? Dạ, dạ. Trong 2 năm đó ở với nhau, anh ấy có tật xấu gì lòi ra không? Tật xấu của ảnh nhiều lắm. Em với ảnh là ở với nhau trước khi cưới gần 8 năm. Ảnh chiều em cực kỳ luôn. Khi mà em đang ngủ với cả em nói anh ơi nước, là ảnh có say ngủ cái này, ảnh giật mình chạy xuống lầu đó nói với em liền. Nhưng mà khi cưới về mới có một ngày thôi là chiều hôm đó cưới buổi chiều, sáng ngày mai buổi trưa em vẫn nhớ miếng rót cho anh miếng nước coi. Em quay lại em giật mình, em nói anh nhờ em hả? Chứ ai nữa. Có nghĩa là em đang hoang mang rằng là hồi giờ ảnh chưa bao giờ sai em như vậy. Là thấy lúc đó mạnh lắm, ảnh mạnh lắm. Còn bình thường quen em là yếu xìu. Em cũng đứng dậy đi rót, nhưng mà em nghĩ một tí rồi tối giờ mình chốt ăn. Tại vì bây giờ hiện tại cũng đang có anh chị ảnh ngồi đó. Em kêu nó sao em rót ra nước, cái sao anh kêu dọn cơm em coi. Em lật kèo 180 độ luôn. Chưa được một ngày nữa. Lúc đó là bên nhà chồng đúng không? Dạ là lúc bên nhà chồng đó. Hình như nhiều khi cũng đang thể hiện hay sao. Rồi cái này là cái tiếng Sài Gòn kêu bằng giật le đó. Dạ. Ôi là phản kèo lời luôn. Dạ. Rồi cái gì nữa nè? Ngày xưa là làm xiên, cái gì cũng làm, nhà cửa quần áo làm hết, bây giờ làm biếng. Trời ơi cái nhà hơi dơ rồi đó nha, lo dọn đi, nói em vậy đó. Em quay lại liền, em kêu bây giờ hả, bây giờ anh giặt đồ đi, em quét nhà, em với anh bằng đẳng mà. Thế là anh kêu vậy thôi để anh quét em giặt đồ đi. Rồi bây giờ tới được nè, cô ấy có tật xấu gì không? Dạ là xấu nhiều, nói nhiều á, dạ như là nhai á, nhai một cái chuyện dạ càm ràm, nhai lại đúng không? Dạ nhiều khi là nhai em ngủ luôn, nói dạ đang nói em ngủ luôn, không biết chặt kêu dạ nhai tiếp, riết nhiều khi không nhai thì cũng không chịu được á, quen. Rồi tiếp theo là tật xấu gì nữa? Em bây giờ đang làm cái công việc là làm tóc, dạ chưa? Nhân viên cũng nhiều nè, nam nữ đều có, rồi khách nữ cũng có, bây giờ cô ấy có ghen không? Giờ em là chùm ghen luôn. Chùm ghen luôn. Thì giờ em làm tóc cho khách khen tóc em để kiểu này đẹp đẹp thì là mình tư vấn khách họ làm xong dễ thương, cứ tới sao khen dễ thương hoài vậy. Rồi bây giờ còn gì nữa không? Dạ rất ngon quá. Rồi nhân đây thì mong muốn vợ thay đổi điều gì? Nên em thì cũng không có mong muốn vợ mình thay đổi gì hết. Dạ vì là mình hai chồng đã cưới nhau ở nhau 10 năm thì cái gì cũng hiểu nhau biết hết rồi. Em chỉ mong là ơn cho phù hộ để cho hai chồng em rồi cũng như sức khỏe rồi để lo vun đắp cái ngôi nhà nhỏ của tụi em vậy thôi. Mình còn không em có. Dạ em chỉ muốn cho chồng thay đổi một điều rằng là bản thân con người mình nó cái sức mạnh nó vô biên lắm, có nghĩa là mình có thể làm được tất cả mọi việc, mình đừng có tự ti bản thân là mình không làm được. Tại vì chồng em là có cái bệnh là chưa làm là nghĩ là không làm được rồi. Là có với cái bệnh lười thôi, còn lại là được hết anh. Có một cái việc mà vợ em nói á, về cái vấn đề mà cái sự tự tin của em á, là em phải phát huy. Cái vẻ ngoài của em, cái nhân dáng của em cũng giống như là cái tố chất của em á, rất là hợp với cái ngành nghề mà em đang theo đuổi. Thì chị nghĩ là em sẽ thành công. Mà thành em đừng có ngại. Vợ em mong muốn cái điều đó là quá chính xác luôn. Cho nên là chị chúc em á, là em từ sau đây, sau cái chương trình này bước ra á, là em nhớ là em trong đầu em lúc nào cũng phải nghĩ một cái câu là làm là em sẽ làm được, khẳng định là em sẽ làm được luôn. Em cảm ơn chị. Rồi, xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Chúc hai em luôn luôn hạnh phúc, tươi cười, thanh xuân mãi như thế này. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn hai đứa.